Xin chào các bạn. Video này mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể xóa camera khỏi ứng dụng EZVID và xóa ứng dụng EZVID khỏi cái điện thoại của mình. Thì đầu tiên các bạn hãy lấy điện thoại ra và vào cái ứng dụng EZVID. Đây ứng dụng EZVID đây, bạn ấn vào đấy. Ấn nó xem camera. Đấy, hiện tại camera của mình đang sử dụng đây. Thì đầu tiên các bạn hãy vào phần cài đặt. Ở trên góc trên này nó sẽ có hình cài đặt ấy. Ấn vào đấy. Các bạn vuốt xuống dưới. Xóa thiết bị. Đấy, các bạn ấn vào phần xóa thiết bị. Ấn OK. OK, vậy là nó đã xóa cái camera khỏi tài khoản ứng dụng EZVID của mình. Sau đó mình sẽ tiến hành xóa luôn cái tài khoản này đi. Thì các bạn ấn vào hình người đấy, cái hình người ở dưới góc phải màn hình. Các bạn kéo lên. Các bạn vào phần bảo mật tài khoản đấy. Đây có chữ xóa tài khoản, các bạn ấn vào đấy. Áp dụng để xóa và ấn vào chữ áp dụng. Nó hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa tài khoản không, các bạn ấn OK. Sau đó nó sẽ gửi cho bạn một tin nhắn có mã xác minh. Các bạn nhập mã đây vào. Các bạn ấn đã xong. OK, vậy là nó đã xóa thành công tài khoản khỏi điện thoại các bạn. Bây giờ chỉ còn ứng dụng EZVID thôi và mình sẽ thoát ra. Đây nó còn cái ứng dụng EZVID này, mình sẽ xóa nốt cái ứng dụng này đi. Thông tin ứng dụng. Gỡ cài đặt. OK, vậy là mình đã xóa thành công camera khỏi ứng dụng EZVID và xóa tài khoản EZVID. Cùng với đó mình xóa luôn cái ứng dụng EZVID khỏi điện thoại của mình. Như vậy là mình đã xóa thành công. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn không làm được, các bạn cứ comment ở dưới video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Xin chào các bạn.